khép chân em, khép chân luôn. Đúng rồi, rồi giữ tốt, giữ không ăn đâu, không ăn đúng rồi, tiếp ráng giữ cái phòng, cố cái bài chắc lên. Rồi cố lên, giữ thằng xíu nó phi, giữ rồi đổi khép rồi giữ hôm nay cứ giữ lâu rồi cố lên. Rồi 5 4 3 2 1 xoa đồ rồi cố gắng bên tay trái này cũng vậy, cố gắng bên tay trái này cũng vậy. Ok rồi cố lên rồi thử nhắm mắt ở ngoài rồi đổi bên đây đã xong rồi, cố lên cố lên miếng nào.